tiếp mình xách như những cặp loa khác đó các bác. Đấy, trạm này trạm là trạm đồng luôn, loa cao 59, ngang là 35 và sâu là 40, sâu là 33. Các bác sẽ hình dung nó to như những cặp loa JBL Bass 30 rồi đó, như những cặp L100 rồi đó. Dòng này là dòng của Pioneer, model SLH5, rất là nổi tiếng và nó có hơi hướng những chất âm châu Âu như là những dòng loa Spandau này các bác. Và cặp này ghép đèn rất là hay nha, ghép đèn hoặc là những dòng âm đi băng dẫn hay end âm đi cổ, nếu nghe nhạc vàng tiếng bass đậm đà xuống khá là sâu. Và sau đây mời các bác cùng xem cặp loa này. Cặp này em đang giao các bác là 19 triệu đã bao gồm phí ship nha, loa rất là đẹp, loa đẹp keng xuất sắc luôn nha. Loa nó là thùng gỗ vàng nha bác, vàng đẹp xuất sắc luôn nha. Cặp này các bác về nghe nhạc đa thể loại nhạc, nghe đèn, nghe acoustic rồi cực kỳ hay luôn nha. 19 triệu là đã bao gồm phí ship nha bác, cặp tiền các bác cặp khoảng 1 triệu rưỡi 2 triệu trở lên. Hậu nó sâu lên, tiếng bass nó đánh nghe ấm lắm các bác, ấm và nó xuống. Đấy. Thùng gỗ là thùng gỗ vàng nha. Dòng đời cao, dòng loa là chủ chốt của hãng Pioneer nên là loa đã được là trang bị những cái sản trạm loa nó rất là chất lượng, từ những con ốc là bằng đồng hết nha, bằng đồng hết luôn nha, đồng này. Đấy, chứ không phải bằng sắt ship thiếp bằng sắt như những cặp loa khác đó các bác. Đấy, trạm này trạm là trạm đồng luôn nha, hay là những vi tinh chỉnh này. Đấy, công suất hoạt động bình thường là 40W, maximum là 160W nha, rất là khỏe luôn, hát rất là lớn, 100 mắt in da băng 6 ohm. Đấy, 160W trên một thùng. Đấy, trạm loa bắp chuối hoặc là mỏ chim. Đấy, các bác thấy những cặp loa Pioneer mà nó trang bị những cái trạm loa thế này là các bác biết cái độ chất lượng và cái thời kỳ nó ra rất là cao. Đây em mời các bác cùng xem Ekeng. Ekeng nó cũng là Ekeng Jing luôn nha, vừa nghi vừa trưng bày. Đấy, những cặp này khá là hiếm nha các bác. Đây, Ekeng nó lại Ekeng màu đen, phía trong là nhựa, và trước là logo Pioneer ở vàng đồng. Đấy, đây cũng vậy, đẹp không điểm trừ. Bác biết một cái cọc loa như thế này mà lỗ tới hai lỗ thông hơi 8 cm là lực đánh nó rất là khỏe. Đây là cái bát của nó. Đấy, các bác thấy này, nó sẽ không có găng nha. Đấy, đẹp trưng nhưng mà có không thấy gần nó. Cho em và các bác cùng khám phá bên trong củ loa nó như thế nào. Và đây là cái phần mic và chép kèn nha. Đấy, nó ra từ này rất sâu bên trong, khoảng là 30 cm các bác, khoảng là 27-30 nhìn lúc bên trong kìa. Một gang khoảng là 22 nha, 25 gì đó. Rồi sau đây em mời các bác cùng xem cấu hình để biết cái loa bass nó hay nhờ nó như thế nào và tại sao nó là hay đến thế. Đây các bác cùng em chính xem tại sao được đánh giá cao, bởi vì nó là tất cả là khung sườn đúc hết nhờ, đúc hết nha, đúc từ A tới Z luôn. Và các bác thấy nhện này, một nhện dưới một nhện trên, các bác thấy có lo nào như lo này không? Lo này hãng họ cho chuốt rất là tỉ mỉ từ những cái chi tiết nhỏ này, các bác thấy này. Đấy, nó không có gần, gần nằm đầu bên trong này. Đấy, hầu như nó không có gần này các bác, hai từ bảy màu hết nha, từ dưới từ trên nhện dưới nhìn trên. Và đây là phần mic chép nha, mic chép.